Ok anh em nhé, đến nhà anh đi rồi anh ơi. Anh ơi, em mới điện cho anh đấy. Xin chào. Vâng, tôi em xin phép quay cái video. Nhưng mà thôi anh ngại lắm ấy lắm thì chú cứ giấu quay, đừng quay mặt anh là được. Em để cái mic đây anh nhá. Ok. Em quay cái xe, đừng quay đây, mặt. Đây, xe anh để đây. Vất vả nhỉ? Đi đường xa không mệt không? Vâng, vừa đi về. Đây là... về là đúng 180 cây nhỉ? Từ nhà em lên nhà anh 90 cây. Đấy, anh em đừng quay chú đây, cái là anh mang xe ra đây để cho chú xem luôn đấy. Vâng, anh em bây giờ này nhá, nước đã thôi, em nói thật anh em còn đi giao xe kia luôn, anh thông cảm vào việc luôn đấy, thì cứ bây xem đi nhá. Em hỏi anh là chiếc xe này là như anh tả với em thì giá cả anh em mình cũng chốt nhau xong rồi trên mạng rồi. Okay. Đấy, chỉ là bây giờ em xem chính thức như thế thì anh độc lá cho em vài đồng tiền đi lại, em không muốn mất thời gian của anh rồi đấy. Ok, cứ xem đi, bây giờ em còn đi giao con xe ở Bắc Linh luôn. Xe thì trước anh được ông bác, ông bác đi, ông ấy để lại cho, ông ấy đi Mỹ rồi. Vâng. Ông để lại, từ ngày ông để lại giờ đã có đi đâu. Vâng. Giờ nhà nó chật quá, thấy theo dõi kênh của chú lâu rồi, điện trao đổi. Thực ra anh không phải là bán xe, mà anh bán để gửi lại cho anh em nào đam mê này, chăm sóc nó tốt hơn thôi. Vâng. Anh không phải bán xe, anh ít đi okay. Nó. Ok. Chú cứ xem thoải mái đi. Ok. Ok, cái việc đầu tiên em đến em nhìn là em tại sao em nhìn là vì máy zin ạ? Máy zin nó chưa tiếp. Con này thì máy zin rồi anh em nhá. Đây quay đi em ơi. Đấy, đầu tiên em vào xem máy zin hay không nói chuyện tiếp. Đây máy zin anh nhìn này. Đấy, đầu bò sáng trưng này. Đẹp này, mộc này. Nó gioăng trắng tinh, em nhìn cái xe này. Đấy, gioăng trắng tinh và em nói luôn là em cam kết, đây quay sang. Em là Chukimoto nhá, em cam kết con này máy zin. Em khẳng định anh em máy zin. Nếu không zin anh em, tôi chịu trách nhiệm giao xe tận nhà và hoàn lại tiền cho anh em. Vì tôi cũng đi đường xa xa xôi, tôi mua xe rất là chuẩn. À đây. Đừng có ai nữa. Nhà anh cũng có ảnh nhà thật à? Chị với cháu đi ấy chơi rồi, chạy lên quanh rồi. Cứ thử thoải mái. Vâng ạ. Thế em nổ qua cái xe. Cứ nổ đi, nhưng mà chút chút thôi, không sợ nó có cái mùi khói xe trong nhà nó. Vâng, ok. Nhá, ok. Không sao. Anh có phải ngại che biển không thì em che biển không ý nào? Thôi thì tạm thời thì cứ che cái biển hoặc là chú đọc gần hết biển cũng được. Không, không, nhiều anh không thích thì em cứ hỏi trước. À. Có cái gì cho em mượn che lại. Đây đây. Áo à? Đấy, áo. Sợ thì kinh nhỉ. Được. Yêu xe như con. Ok. Đi sang như máu, lo gì cái áo. Đây rồi. Không, em là phải tôn trọng khách hàng vì em đi đâu phải quay video, nhiều người cứ bảo diễn nọ lên kia nhưng thực sự mày đi đâu phải quay video, có video biết đến mình chứ. Còn thôi, ai nói gì nói. Em không quan trọng, đây, che biển lại. À, trên mạng thì em nó... để lại một tí biển cho anh em nhìn là biển đẹp hay biển xấu thôi. Để cho công khai, có tí công khai. Em hãy quay đây anh dặn nổ. Em phải chụp máy lên. Trên mạng thì nó có nhiều ý kiến nhưng thôi mình cứ làm nó có thật tâm. Đây này, như bác trai ở bên Hải Dương dạy em hay dạy mọi người này. Đây đúng là bóp côn lại này, dặn hẳn xuống dưới này, xong để dựng ở đây thôi. Nửa giận thôi, cứ giận thử nhé. Thì chắc chắn anh lại à, để lâu mà. À, khóa xăng rồi. À, chú kiểm tra khóa xăng đi, anh à. Lâu anh có đi đâu, anh khóa hết lại đấy. Khóa xăng cho xăng xuống. Anh ít đi đúng không? Xe này cả mấy tháng, cả năm anh dắt ra anh đi một lần, cà phê, cà pháo. Ấy xưa. Dẫn đúng 3 phát lổ anh em ạ, vì phá xăng. Cho anh em nghe được máy này. Đây. Không được. Đây anh em nghe được máy nhá. À, thực tế này. Đấy. Đấy. Giòn tan nhá anh em nhá. Nào. À. Cho anh nghe tiếng nổ này, em kéo le xuống này. Đóng cái le xuống. Đấy, nổ từng tiếng anh em nhá. Em kéo len đi mà. Rồi từng tiếng này. Từng tiếng nhá. Biên bô này này. Êm thít anh em nhá. Êm thít nhá. Không tiếng động này. Đây cho anh nghe cái máy này. Không tiếng động nhá. Đấy, không một tiếng động, em cam kết. Còn anh em mua là mua bằng niềm tin. Đây biển số anh cho em công khai đây. Là biển 5 số 11692. Đây, cùng ngón tắt đây. Nguyên zin nhá. Đây này nguyên zin này. Đồng hồ con này nét căng siêu đẹp anh em nhìn này. Cái đồng hồ con này thì siêu đẹp anh em nhìn nhá. Đồng hồ siêu đẹp. Này. Nghe tiếng máy lại này.
đấy, được không ạ? Cơ bản thì mọi thứ cũ theo thời gian thôi, chứ còn từ ngày đến giờ có động chạm gì đến đâu. Ok anh em nhá, em test máy xong rồi. Em quay cái video đi. Đây, quay lại cái video. Đây. Đổ xăng ấy, ấy chạy thôi, chạy tí lại cất. Không phải anh ơi, em bảo này, thực ra bọn em đi đường xa cho nên nó quay cả mặt anh này. Quay làm sao vào cả cái xe đó khách hàng nó nhìn. Tức là như này, mặt anh quay thoải mái. Có nghĩa như này này, bọn em đường sáng ra xôi đến đây. Mình rồi, biết em, rồi. Em đã đến tập trung xem. Em đến đây là em muốn mua được xe, chứ không phải đến đây để chơi. Em nói thật anh thế. Còn giá cả thì anh đầu tiên anh gọi em là bao nhiêu? Đầu tiên anh gọi bao nhiêu nhỉ? Trên 80. Trên 80 là 85, không phải là 85. Nhưng thực sự em chỉ mua này anh quanh tầm 6 đồng thôi. Đấy, mà em vẫn nhớ anh gọi con này là lần thứ hai rồi, chứ không phải gọi một lần. Đấy. Thì bây giờ quan điểm của em lên đến đây rồi, em xem qua ít nhất là máy zin đi rồi. Ok, máy zin khẳng định. Đồ trên xe thì em xem lại tí nữa, đưa mượn thì điện thoại quay xem đồ. Đấy, chú cứ xem kỹ. Ờ nha anh em nhé. Thực ra thì xe này không phải là để anh bán xe. À, đồng hồ chẳng qua là anh theo dõi kênh của chú lâu rồi. Đồng hồ đẹp. Anh thấy của chú nó nhiều anh em. Thi thi trông rất là đẹp này. Đấy, đồng hồ này đẹp. Có cái đam mê thì anh chuyển cái đam mê này lại cho anh em chăm sóc nó thôi. Em quay cận cảnh cho anh em. Chứ không phải là anh bán. Xinh nhan gì. Mà để chặt quá. Vâng. Mình lại bận, nhà bận. Anh em đẹp. Không có người chăm sóc, mỗi mình anh loanh quanh. Rẻ zin đẹp anh em nhé. Rẻ zin đẹp đây này. Thụt con này thì em cũng zin luôn đời cao này. Con này đời cao mà. Ôi thì con này đầu máy bao nhiêu xem nào. Anh đầu máy này. Anh em ơi, con này đầu máy một đầu một nhá, 104 này. Lốc côn này, cái này nột ra là được này. Nguyên zin chưa một vết sơn nhá anh em nhá. Chế zin luôn này. Chế zin này sạch sẽ này. Chế zin này. Đấy. Hơi đầu bò này, con này thì zin 1000 rồi anh em nhé. Này. Gioăng trắng tinh này. Gioăng này trắng tinh này, gioăng này trắng tinh này, gioăng này trắng tinh này. Đấy. Gioăng lốc này. Gioăng đáy này cũng trắng này. À, lốc đẹp này. Ok. Rồi máy zin này xong rồi. Coi như phần máy zin đấy, ưu tiên anh em thích máy zin mộc thì đây nhá. Bình xăng này. Bình xăng quay cho anh em tem zin này. Tem zin này. Đây này. Cái này là theo thời gian này. Này là nó bạc theo thời gian. Đấy. Con này là tai thỏ này. Ủ xinh nhan đẹp không anh ạ? Này, mềm chưa? Mềm, đúng là zin mềm. Này. Cái thụt rất là đẹp anh em nhé. Tì thụt rất đẹp này. Đây là xe đời cao anh em nhé. Nếu em đoán không nhầm thì con này nó rơi tầm chắc chắn là đầu năm 2000 điểm mấy cả lên rồi. Còn cùng lắm thì nó phải 99-2000. Nếu đầu 14 này, hoặc đến 2003. Đấy, mà nếu biển năm số thì con xe này em đoán thôi nhá. Cái con xe này có phải là bác anh này ngày xưa làm trong ngành không? Đấy. Chú giỏi nhỉ. Không phải, vì đời con này là em nếu như em biết là con này nó là xe thanh lý công an ta, là ngày xưa Indo ấy, bên Indo đổi lương thực thực phẩm cho bên Việt Nam mình. Đấy, xong tiêu chuẩn đấy, tiêu chuẩn của bác anh một cái đấy. Vâng, xong là bác anh muốn có thể là trong ngành xong lấy được chiếc xe này ra, ngày xưa là thời lấy chiếc xe này ra. Đấy, đây này, em zin anh em nhá, zin đẹp luôn đấy nhá. Zin mộc đẹp nhá, chứ không phải lô anh em nhá, zin hết. Như anh ấy tải em là zin hết, bô lại bô zin nhá. Zin đẹp rồi, em quay tiếp. Xem cái vành này. Vành zin anh em này. Vành zin anh rất là kỹ tính, anh ấy ủ cả dầu trong nhà này. Đấy, không biết ủ dầu gì mà không có mùi luôn. Đây này. Vành zin này. Chỗ này có hơi xám một tí này. Xám tí này nhưng mà ok chấp nhận được. Đấy. Ốc vẫn nguyên zin này, ốc vẫn nguyên zin, thùng zin này. Đây này anh nhìn cái tem bên trong vẫn còn này, tem này, đây cái tem này. Con này cam kết cho anh em chưa một vết sơn nội, thụt Meyer, lốc côn cái thứ nào chưa một vết sơn nội. Đây này là zin, đây là zin, chỗ này có cái chấm đây. Zin đẹp, thụt đẹp. Đấy. Cơ bản đưa cho anh thì anh chỉ toàn đến chạy độ một hai lần cà phê cà pháo thôi, vì anh đi làm. Đây, cái này, đi cái dòng này nó không hợp. Chỉ ngày xưa mới có thôi. Không thích gì nữa. Ngày xưa các cụ hay có cái này, gọi là quả đạn này. Cái mũi giày của anh nó hay bị vào số ra số, nó cứ hay hỏng, anh không thích. Bình xăng đẹp anh nhé, bình xăng đẹp sáng. Ok. À vẫn đây. Cụ tác đẹp cho anh em. Đấy, nguyên tiếng kêu này. Đấy. Vẫn còn cái lót đệm này anh em này. Giờ cái này hiếm này. Đấy, cái này lấy đâu ra nhỉ? Giờ thì ngày xưa có cần này, vẫn nguyên này. Con ốc vẫn sáng trắng đấy anh em nhé. Tại con ốc vẫn sáng trắng này.
sang đẹp này. Của em yên zin nhá. Thủ sọ. Thủ sọ zin anh em này. Chân chống đứng chân chống zin luôn nhá. Zin luôn. Xem cái nút vành sau, vành sau zin luôn này. Vành sau zin. Ok. Cho nó. Ok. Bô con này là bô đời cao anh em nhá. Bô đời cao đẹp đấy, bô này lại đẹp. Đấy, càng nó còn tem zin này. Đấy, tem này. Lốc bên này thế này. Chưa một vết sơn nội anh em nhá. Đây. Đầu máy là A mà E B2. Đấy, em bên này nó là mộc theo thời gian, tem zin anh em nhá. Tem zin nó bọc theo thời gian thôi. Đấy, cái này anh em xử lý được hết. Vì mua một chiếc xe mộc của dân thì có thể nào như thế, đôi gương xem. Ôi anh ơi, thế đôi gương zin còn không anh? Đôi gương này nô rồi. Đôi gương này là giả zin đời đầu. Đôi gương còn không anh? À, đôi gương à? Gương thì như nó vẫn còn đấy, nhưng mà tìm hơi lâu. Chẳng qua là ngày đấy tháo ra đi có mấy dùng đến mấy khi dùng đến gương đâu. Đến năm 2013 14 thì đấy thì bắt đầu luật giao thông ấy thì đến lúc chuyển nhà mấy lần chưa tìm thấy là mua tạm cái này lắp vào. Tức là ngày xưa có gương anh tháo ra. Ờ, có gương anh tháo ra. Vâng, nhưng mà anh tìm những đống đổ nhà xem có cái gương thì đấy có cái đôi gương đấy. Chưa tìm thấy. Vâng. Thế coi như là không có thì cho nó dễ chứ. Tìm thấy anh lắp rồi. Không có thể anh để đâu, nhưng vô tình nào có thì bảo em. Ok, thế còn xe sử dụng thì nó có cái nó phải xuống theo thời gian. Thế chú cứ xem thôi. Quan trọng là mọi thứ nói chung đều là ok. Em với anh này, tất cả anh em mình mua bán ấy, em là chuyên win. Em chỉ xem qua là biết con này như nào rồi. Và thì bây giờ vấn đề với em bây giờ chỉ là giá thôi. Thế còn kể cả xe có xấu thế xấu nữa em vẫn mua. Nhưng mà nếu như anh tả là đồ trên xe của anh là zin đến 99%, có nghĩa là không cái gì lô, nhưng em đã phát hiện ra có cái lô là đôi gương. Là đôi gương lô. Không, đấy nói chuyện thật. Cái gì cái đúng thôi, còn máy thì em cam kết cho anh em nhá là zin thật. Vì bọn em đi không phải là đi chơi, 180 cây vừa đi về đấy anh em ạ. Đấy xinh nhan, nói chung là miễn bàn về đồ zin, trừ đôi gương ra còn zin tất. Trừ đôi gương ra còn zin tất. Anh em kiểm tra cái gì lô em sẽ bù cho anh em. Đấy là phương án của em đi mua thôi. Em cọc cà phê con này. Thế bây giờ anh em nên nhớ vào việc nó nhanh. Để cho xe ra đây tí để quay cái video. Chị cáo này. Để làm cái video thì nó gắn với cái xe thì nên video nó hay hơn. Tất cả nhiều khi đam mê. Đấy, tất cả vì đam mê. Uống ở đây nước này uống đi. Ok, bây giờ đây bàn đến cái giá này thôi. Không phải. Mà tiếng là đi đến xem xe mà anh ấy chả mời nước là chết anh. Không anh ơi, đam mê quên cả nước đây. Anh ngồi đây anh ạ. Quay anh cái xe đây. Đây em uống nước nhá. Ok. Đang khát nước thật. Bây em nói anh như này này, cái xe này thì nó thật mà anh này em không chê. Vì nó chỉ có thế thôi. Em không như người khác đi để chê nọ chê kia. Thì xe đấy. Đang dùng nữa thì nó như vậy chứ có phải là từ nhà máy ra đâu. Mặt anh nhá. Bây giờ này nhá anh nhá, thì như anh em mình đã nói với nhau đấy. Là anh có bảo với em lúc mà trước khi lên em bảo là anh ơi, thì nếu cho anh em anh quanh để cho em 7 đồng. Đấy là cái giá của anh em làm điểm em lên. Nếu ok, ưng thì là em chốt anh lọc lá thì em tiền đi nặng. Đấy thì bây giờ thôi nó thật em lên thì em không chê nó mà em chỉ nghĩ là thôi anh lọc lá cho em anh để cho em số 67.889.999 đồng. Em thích cái số đấy thì coi như lọc cho em tiền đi nặng như thế là vào nó cũng nắm nhiêu 3 triệu rồi. Xe thì đã xem rồi, giá thì anh em mình cũng nói với nhau từ trước thôi. Rồi giờ chú giả thế thì nó cũng khó. Thực ra thì anh không phải anh bán xe mà anh gửi lại niềm đam mê cho chú để chú cho người khác chăm sóc. 6.789.000 có đính anh lọc cho em như thế vào có bao nhiêu đâu. 67 là 70 anh lọc cho em có hơn 3 triệu tí. Không, không phải đâu anh ạ. Nhiều khi em muốn làm sao là giá tốt nhất cho khách hàng của em. Thế còn nhiều khi nó thật anh nhá, bọn em đi mua bán như này này. Đấy, nhiều người thì cứ nghĩ em là anh em mình gọi là diễn nọ diễn kia, nhưng thực ra đấy người ta tin không phải thủy. Còn em chỉ biết là đây em đi mua thực tế, em mua như thế và bán như thế. Kể cả mua này 10 triệu mà mình muốn bán đến 50-60 việc của em. Thế thực tế mua công khai vẫn rất lâu rồi không muốn xe công khai. Đấy anh giúp em. Đấy. Đấy chú xem rồi thì thì đấy cơ anh bản là thế đấy, nhưng mà giá thế thì hơi quá nhỉ. Yeah. Thực ra là anh bán nó cũng tiếc. Không phải thực ra anh không chăm sóc nó được nhưng em mới để lại nếu thôi. Anh gặp dân nhá. Nếu anh gặp dân con này cái bán trên 100 triệu vẫn được. Mà anh bán 90 triệu hay 85 triệu vẫn được. Nhưng bọn em là thợ, bọn em phải có định giá chung chung.
khoảng khoảng để em về một cà phê. Nếu em anh bán em giá em về em chỉ cộng một phê 3 triệu thôi. Bây thì như nào chứ em không cộng nhiều. Thì với kể cả anh bây giờ anh bán em 60 triệu thì chỉ cộng 3 triệu. Anh bán 70 triệu thì sẽ cộng 3 triệu, em chỉ cộng 3 triệu. Anh lên kênh mạng của em anh biết rồi. Đấy. Đúng không? Ừ, anh xem thì cũng đang để ý rồi. Thế thì anh đi điện cho chú chứ. Con ông này giá thôi, còn em nói thật anh tình cảm anh em thì em rất là thích chiếc xe này. Em nói thẳng. Đấy và em quay công khai rồi. Chốc nó chốt xong em quay. Thôi, nói như này nó dễ nha. Chú thì cũng đi đường xá xa xôi. Vâng. Anh thì thực ra thì chú lên đến đây rồi mục đích là để xem xe mà chốt được là tốt. Vâng. Mà không chốt được thì anh cũng áy náy. Ô chú giả thế thì với cái giá chú giả thì nó hơi khó. Thế này theo anh thì nếu chú đã thích số đẹp rồi thì anh cũng chú phải cho anh cũng có cái đam mê nho nhỏ cũng số đẹp nhá. Chốt được là chốt. Vâng. 69.868.000. Ai người không lấy chặn. Ui giời anh. Được chưa? Em nói anh nhá, nếu mà anh ok anh em, không ý anh em mình là anh nói em là khoảng 70 thì lên đây rồi thì nếu 69 thì anh bớt cho em được bao nhiêu thì bớt được 200.000 không quan trọng 200.000 hay không. Giờ anh lại mời xuống uống bia và ăn cơm mai về. Ok chưa? Thứ nhất anh em nói này, cái uống bia thì em rất ghi nhận, em cảm ơn. Như đúng hôm nay đi cùng, nếu hôm nay đi cùng lái xe thì em uống bia được, nhưng đúng thực sự hôm nay lái xe thôi anh thông cảm, anh biết rồi là phạt 40 triệu rồi. Còn cơm thì thôi em nói thật là đây mình nói thẳng tưng với em với anh xong là xong. Nhưng mà tình cảm giữ lại, chứ còn mà ăn cơm uống bia thì em xin phép. Đấy. Đấy, còn tình cảm em ghi nhận. Đấy thì thôi anh cho em xin cái giá tốt nhất thôi. Bây giờ nói chung là cái giá này anh em tới rồi thì nó còn một vài đồng nó chênh lệch, anh xem như nào hợp lý cho anh em. Chứ bây giờ mà còn em sẽ cộng công khai luôn chứ em không xin không bớt. Kể cả bây giờ anh mua 70 triệu hay 80 triệu em chỉ cộng 3 triệu. Anh hô cao quá thì em cộng cái bán cho dân. Ví dụ bây giờ anh hô ra đấy em không hô được, em cộng luôn 2 triệu thôi, xong rồi bán cho dân. Anh hô là 69.800 thì em cộng 2 triệu là 71.800 đấy em bán, em làm 2 triệu em bán hộ anh, còn được cũng làm thì được đấy, cũng như bao nhiêu người vì tiện đường em đi giao xe cho ông anh ở trên Bắc Linh đấy. Còn nếu không thì anh để cho em ra đấy thì em cộng, em chỉ bán đến 70 triệu thôi đấy, 67.800.000 em cộng lại chỉ bán đến 70 triệu. Anh hồ 69 em chỉ bán 70 chứ em không cộng nhiều đâu. Thực ra Queen này nó vô giá mà anh, em đã bảo rồi, nếu anh sẽ định thiện chí anh một anh để lại anh đi, xong rồi em sẽ bán giúp anh đấy, em sẽ bán giúp anh. Hai là anh bán thì em ôm đấy, công tác vẫn kêu nguyên này anh em nhìn này. À. Đấy, chú thấy xe một xe như này mà. Đấy, mà Nguyên cũng kêu luôn này. Đấy, thế là... bây giờ chốt lại là bao nhiêu thì... Anh... bây giờ anh lại... Thôi nhanh nhá, chú. Cho nhanh nhá. Bao nhiêu 6, là 7, 8, 9 nhá, thì nó chẳng nói bao nhiêu. Thôi, nếu anh đã nói thế thì em xin cái số đẹp là lộc phát. 68 nhanh gọn, anh em đỡ đau đầu. Chứ tiền đi nặng giờ anh biết, em đi vừa đi về 90 cây là 180 cây. Cũng giờ gần 2 triệu thì đi lại nếu bình thường, mà không mua được em cũng mất từng cái tiền rồi. Mà mua được thôi để cho em số 68 cho nhanh. 68 thực ra anh em chốt cho nhau xong rồi đây, chỉ là bớt tiền xe thôi. Thì nói thật em cũng muốn mua rẻ bán cho khách chứ em không muốn mua cao. Em bớt đồng nào hay đồng đấy. Thì còn anh em bán em thì em còn phải đi bán lại, còn anh thì tôi bán thì anh chia lọc lại cho em, cho em xin tí lọc. Chứ còn nó chẳng đáng bao nhiêu, anh em mình một vài trăm chẳng là gì đâu. Đấy, coi như anh để lại lọc cho em đây. Ok anh. Đấy. Đấy, ok. Đấy, cảm ơn anh rất nhiều. Cái kênh của chúng anh theo đó rồi, với hai nữa là anh muốn gửi cái đấy còn giá cả như thế. Không cách okay. Vâng. Thế này. Vâng. Anh giúp em là như này nhá. Bây giờ cái việc anh này cho em xin cái chứng minh thư và cho em xin cái đăng ký và anh chụp em chứng minh thư của bác anh là được. Được. Bác thì chứng minh thư giờ bác ấy đi sang bên kia rồi. Chứng minh thư thì khó. Em. Không, hiện nay em rút được số toàn quốc được, nhưng mà anh cứ giúp em điện cho bác và chụp em chứng minh thư, nó còn chụp em. Rồi, cái đấy thì phải sau, còn đợi chờ anh lên nhà anh đăng ký. Em quay qua cái xe cho khách. Quay qua xe cho khách, đưa anh quay cho. Có gì? Anh lấy em cái đăng ký nhá. Anh em ơi, trong khi chờ anh đi lấy cái đăng ký này. Đấy, chờ anh đi lấy cái đăng ký thì em quay lại cho anh một lượt. Đây nhá. Đấy. Con này là khóa xăng này. Khóa xăng này, con này khá xăng này, chắc là để lâu rồi anh. Hay là đánh bóng mới lại, tôi không biết. Nhưng mà con này là máy zin ạ. Quan trọng là máy zin anh em ạ. Em nghe em nói là tất cả mọi thứ mình có thể vào được, nhưng mà riêng máy zin là mình không thể vào được. Thì em khẳng định anh em một lần nữa là con này máy zin. Đấy, máy zin đét. Đấy, máy zin đét anh em nhá. Đấy, đầu bò đẹp này. Tất cả từ hơi chưa một vết sơn nhá, đây này. Lốc lại chưa vết sơn nhá. Đây xe chính chủ dân đi. Đấy. 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 Đấy, đầu máy này.
con này nó sẽ rơi đời cao, chốc chờ mang đăng ký xong là biết mà xe thanh lý công an ra. Đây là suy đoán của em đây nhá. Thụt này là chưa một vết sơn anh em nhé, chưa một vết sơn mà nó bóng loáng luôn. Mai ơi là có xước theo thời gian người ta đi mà hình bánh ok đấy. Mà xe này người ta cũng giữ đấy, ít đi được chưa anh? Ôi trời, con trăm chó trăm chó hơn trăm người này. Nhà anh có mấy cháu rồi ạ? Ờ nhà em được hai rồi, cháu lớn cả đây đăng ký đây. Đợi xem này, em quay cho anh. 1047740 1047740. Con này đăng ký lần đầu 2005 tháng 11 năm 2005 là 2006 rồi, đăng ký muộn, thời cao đăng ký muộn và đăng ký lại lần 2013. Đây. Anh em ơi, đây quay cái video này cho anh em xem này. Đây. Quay video này, quay đoạn dưới thôi. Anh em nhé, quay đoạn dưới này. Anh em ơi, con này đăng ký lần đầu là 2005 anh em nhé. Đấy, và đăng ký mới lại là 2013. Anh em rõ chưa? Này năm 2013 thì đồng nghĩa với việc là suy đoán của em cũng rất là đúng. Vì bọn em làm cái xe em biết, chứng tỏ con xe này của bác anh ấy là xe thanh lý công an ra, là xe năm 2005 đăng ký muộn, nó sẽ rơi vào tầm từ 2000 trở lên. Xe này là đổi lương thực phẩm từ bên Indonesia cho công an bên Việt Nam hoặc cho tòa án đấy. Nếu đời tòa án là con này bằng rè nhựa, còn công an là rè sắt. Đấy, em vẫn nhớ mang máy như thế. Thì con này là bác anh về hưu là năm 2013. Xong chắc là bác anh là chắc là được gọi là bác rút quà ra đi. Quà ừ gọi là thế đi. Đấy, thì bác về rút ra tên bác ấy. Đấy. Anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Nam. Anh họ gì? Anh hỏi thật em không đùa, họ gì đâu mà. Họ Nguyễn. Anh em biết tại sao hỏi như thế không? Vô tư em nói nhá. Vì trong đây nhá, em công khai luôn đây là Nguyễn Hữu Điền thì chứng tỏ anh họ Nguyễn là đúng. Thì ví dụ anh bảo anh tên là Lam rồi nhưng anh tên là họ Trần hay là họ Phạm chẳng hạn thì chứng tỏ anh đang nói dối. Không, đấy là mình nói chuyện thôi. Bác đẻ ra đương nhiên là phải là cùng họ chứ. Vâng. Anh của bố mà lại không cùng họ nữa thì chết ai nhỉ? Không, nhưng em nói thật là đôi khi đấy là cách mình vô tư thôi anh nhỉ? Cái vô tình nó lạc phát thì nó phải lạc không? Đấy. Rồi, nhất trí không, luôn. Còn về an ninh thì em yên tâm, anh cũng làm trong ngành. Mà bác anh làm trong ngành thì chẳng có anh đi lừa được, đúng không? Em nói thẳng thế, tất cả anh em trong ngành thì lừa làm gì? Đấy, được một hai và vài chục triệu nhưng mà nó mất cái chất với cả nó rồi để liên quan đến pháp luật. Anh em ơi, em công khai như này nhá. Xin phép anh em là chiếc xe này là anh ấy điện cho em lần thứ hai rồi. Cách đây vừa một tháng anh điện cho em, em nhớ khoảng một tháng anh điện cho em một lần, tháng hơn tháng ở đấy. Đúng rồi. Nhưng anh đòi hơi cao, anh đòi 8-5 triệu thì em không mua được. Đấy, em nói thật. Mặc dù xe rất là đẹp, xe là zin, trừ mỗi đôi gương này là không zin, còn zin hết. Thế thì anh em hiểu nhá. Tức là xe này miễn bàn về xe mà chỉ bàn về giá. Mà giá thì em đang công khai rồi. Con này là em chốt cho anh là tròn 68 triệu. Thế bây giờ em cộng cà phê cho anh em con này đúng 3 triệu tiền lãi. Cộng cà phê 3 triệu. Anh em nói nhanh tay alo cho em và cộng tiền ship đi lại 180k em tính 1,5 triệu thôi. Đấy. Anh em cứ lấy 68 triệu cộng 3 triệu cộng 1,5 triệu tiền đi lại. Đấy, là em bán. Còn được thua như bao nhiêu thì mình không nói nữa. Còn chiếc xe nó là vô giá ngoài thị trường. Và nhấn mạnh nó là máy zin, zin đét. Đấy, chính chủ. Zin đét chính chủ anh em nhé, an ninh em sẽ đảm bảo cho anh em. Đấy. Chú cứ tìm được người nào đúng đam mê bàn giao em nó lại để chăm sóc cho nó tốt. Thực ra là anh em nói thật mày, con này nó hơi chật. Con này nếu bình thường anh không có nhiều thời gian. Con này nếu không live stream không phải là anh bán con này nếu không live stream nhá, kể cả con này em bán 80 vẫn được, thậm chí bán 85 triệu anh cũng được. Đấy, nhưng mà hỏi thật anh đi đường có ai hỏi, có ai vào hỏi mua con này chưa? Xe của anh thì anh có để bán đâu không? Nhiều người cứ gạ đổi. Nhưng mà sao anh biết em? Nhưng mà sao anh biết em mà gọi cho em? Thì anh theo dõi kênh YouTube của chú cũng lâu rồi. Thế là thấy các cái trong kênh của chú. Nhưng mà sao nó có... em vô tư chứ sao bán thì làm gì? Để đi thì thỉnh thoảng đi thì... Chú thấy nhà anh xe thì này, nhà thì nó chật ra. Còn chị với các cháu lớn đi làm cả mỗi mình anh quanh ra quẩn vào. Để nó hơi chật thôi, anh gửi lại cái đam mê cho người khác. Ok thôi đi nhảy nhá, trước hết là cảm ơn anh. Đấy, rất cảm ơn anh chia sẻ lại cho em đam mê. Bây giờ em xin phép là cũng muộn rồi, em đi giao xe Bắc Linh nữa. Từ không ở lại. Thôi, anh em nói thật. Nước không thực sự mà anh mấy khi mới được gặp nhau. Bia rượu ấy thì em nói thật, nếu bình thường uống một đôi cốc ấy. Nhưng mà thực sự lái xe
phạt 40-50 triệu hết okay. lại. Đấy còn cơm nước là thôi. Thực sự nếu mà nói thớ lợ thì bảo hẹn anh hôm sau nhưng thì có xe hẹn đâu, nhưng thôi tình cảm anh em lên kênh thử là anh like em cái, chào em cái này em vui lúc, rồi. Lúc nào anh like luôn. Đấy, ok thì em xin phép em. Rồi để anh dắt em nó ra. Ui giời, lại còn tiếc à? Chia tay em. Quay đằng sau thôi. Hãy dắt ra ngoài. Ok. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Anh em ơi, anh em ưng chiếc xe này em cộng công khai cho anh em là 3 triệu mấy tiền đi lại nữa. Đấy, em chỉ cộng thế thôi. Em cam kết cho anh em này zin hết kín xe. Đấy, zin kín xe. Con này giận nhẹ phát lổ. Anh em nhá. Đấy. Đấy. Con này là đồ zin kín anh em nhá. Ok. Rồi. Ok thôi anh em ơi. Chào tất cả anh em nhá. Thôi xong kèo rồi. Ok anh em nhá. Xe đã chốt rồi nhá. 16:31 phút chiều bây giờ em đăng lên kênh lên. Anh nào mua nhất là thoại alo nhanh cho em nhá. Đấy, xe lên thùng đây rồi anh em nhá. Đấy, chủ mua thì alo cho em đừng nhắn tin nhá. Đấy, chào tất cả anh em. Thực sự là mua chiếc xe này nè, giá đấy cũng là hợp lý anh em ạ. Chứ anh cũng vần vòi em suốt từ mấy hôm liền. Hai lần điện cho em anh bảo 285 triệu, hôm nay mặc cả xuống được số 68 rất đẹp. Đấy, em cộng cà phê nhanh con này cho anh em là 3 triệu mới tiền đi lại 1,5 triệu là 4,5 triệu. Đấy, chủ mua thì alo cho anh cho em. Đấy, chào tất cả anh em ạ.